anh em bảo mẹp đời mới mới có nước hoa Evalon á. Nhầm rồi anh em ơi. Bây giờ nha, nước nạ, xe nào cũng lắp được nước hoa Evalon luôn. Một chiếc xe mẹp E cũng là phải tầm gần 20 năm tuổi rồi, nhưng mà vẫn có nước hoa Evalon. Đây, em nhìn thấy chưa? Nước hoa khuếch tán nhá. Đó, con này có cả yêu ngâm luôn. Rất là thơm. Cái nước hoa hay của nước hoa Evalon là nó sử dụng tất cả các tinh chất tinh dầu tự nhiên. Cái nồng độ cồn trong cái tinh chất này nó rất là ít. Với lại là mình điều chỉnh được cái liều lượng mà cái lượng nước hoa nó phun ra nhiều hay ít là do mình cảm nhận và mình có thể điều chỉnh được. Và cái hương nước hoa của những cái dòng nước hoa Evalon này này, nước hoa khuếch tán này này, là nó cực kỳ nhẹ, nó chỉ thoang thoảng thôi. Đấy, nó không cái kiểu mà nó nồng nặc hoặc là nó hắc đâu. Nên là anh em nào mà sử xe ô tô cần một loại hương thơm cho xe ô tô mà tránh để say xe này, nhẹ nhàng này, thơm này, chơi ngày nước hoa Evalon, nước hoa khuếch tán anh em nhá.